Bất Thường Gaming xin chào các bạn. Rồi, hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại với Yandere Simulator. Và hiện tại là đã có phiên bản mới các bạn. Phiên bản ngày 1 tháng 3. Và đáng tiếc thay là phiên bản này là tiếp tục là phiên bản sửa lỗi các bạn. Mỗi lần mà có phiên bản mới mình vào thông báo là mình đều phải nói ra câu này. Vẫn chưa có một cái phiên bản nào mà thật sự chính thức cập nhật những thứ mới cả các bạn ơi. Hiện tại là vẫn liên tục là giữ phiên bản sửa lỗi thôi. Đấy, vì vậy mà ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục làm những cái mà mình có thể làm được. Đó chính là thực hiện yêu cầu của các bạn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào thẳng yêu cầu đầu tiên luôn nhé. Yêu cầu đầu tiên thì bạn này bảo mình là hãy thử ném bom khói vào Raibaru. Rồi thử GX Raibaru xem có được hay không. Thì lúc trước là mình cũng từng nói rồi là các bạn hạn chế dùng cái từ GX này lại đi. Bây giờ mình thử đưa ra một tình huống nhé. Thí dụ như các bạn đang chơi game mà đang nóng giận kẻ thù, thì các bạn sẽ nói câu là tao GX mày, đúng không? Thì nghe cái câu này chắc chắn là bố mẹ các bạn sẽ vào để gõ đầu ngay. Nhưng mà nếu các bạn sử dụng từ tôi thanh trừ bạn thì bố mẹ của các bạn chắc chắn sẽ không biết là các bạn đang nói gì luôn. Đấy, thì có rất là nhiều từ dùng để thay thế cái từ đó nhá. Chứ ở phần bình luận mà xuất hiện những cái từ GX liên tục như thế thì nghe có vẻ ghê quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thử ném bom khói vào Raibaru. Nhưng mà đông học sinh quá thì nó cũng rất là khó khăn các bạn ơi. Để cho nên là mình sẽ sử dụng đến con này nhé. Rồi, bây giờ đi lấy bom khói. Bom khói thì đây. Cái này cũng mệt các bạn. Mỗi lần mà chúng ta gọi là muốn lấy bom khói là chúng ta phải chạy ra sao. Mọi người đi hết chưa? Oh, may quá, không ai phát hiện ra mình lấy đồ cả. Thôi, đến chỗ này lấy bom khói nữa là xong. Bây giờ mình sẽ ẩn hết tất cả học sinh nha các bạn. Mình chỉ muốn thử nghiệm lên Raibaru thôi, cho nên là ẩn hết đi. Ôi, sao Raibaru chạy nhanh thế? Không còn ai ở trong trường nữa đâu mà chạy làm cái gì. Tôi chạy đến bao giờ đây? Không có Osana ở đó đâu mà chạy làm cái gì không biết nữa. Thôi thử á. Ẩn đi luôn cái con này đi. Vô ích thôi các bạn ơi. Vô ích tôi không làm được chứ. Vâng, giờ chúng ta sẽ đến với yêu cầu thứ hai. Về cơ bản thì mình thấy là có rất là nhiều bạn yêu cầu mình. Nhưng mà có những yêu cầu ấy thì mình không thực hiện được, cho nên là nó không xuất hiện trong video. Nhưng mà những bạn ấy thì liên tục hỏi mình là tại sao lại không thực hiện yêu cầu, cho nên mình cũng không biết phải thế nào. Vì vậy mà mình nghĩ chắc là bây giờ nhé, dù có thất bại đi chăng nữa thì mình cũng sẽ để lên video. Đấy, để cho các bạn có thể biết được là làm như thế không được nhá. Rồi, bây giờ chúng ta đến với lại yêu cầu thứ hai. Thì hãy thử tham gia vào câu lạc bộ Rama. Rồi đeo mặt nạ. Sau đó thì cầm vũ khí và thanh trừ một bạn nào đó trước mặt Senpai. Đấy, thì Senpai sẽ đến để giật cái mặt nạ ra. Bây giờ thì mình sẽ thử xem là Senpai có thực sự đến để giật mặt nạ đây không nhé. Rồi, mình đeo mặt nạ vào này. Đeo cả găng tay vào luôn đi. Bây giờ ẩn hết học sinh. Mình chỉ thử nghiệm lên Senpai thôi các bạn ơi, cho nên là để Senpai với là một ai đó đi. Ai đây không biết. Đúng rồi, Hana đi. Senpai hiện đang ở đâu? Senpai hiện đang ở đây các bạn ơi. Thế thì quá tốt rồi. Đợi mình tí nhé, mình sẽ kích hoạt cái này. Kích hoạt cái này thì chúng ta sẽ mất điểm luôn. Không gọi được à? Không gọi được thì có cách khác. Cái ghế này không ra được. Mình đang làm trò vậy thế không biết. Mình muốn ẩn đi con màu đen cho các bạn dễ nhìn các bạn. Cho nên là mình mới làm như thế này. Tạm thời bỏ mặt nạ xuống đi. Đeo mặt nạ thì không được các bạn ơi. Đeo mặt nạ không nói chuyện được với ai cả luôn. Đấy. Mình không biết là như thế đấy. Rồi đến trước Senpai thôi. Vậy cuối cùng mình đeo lại mặt nạ cũng như vô ích rồi. Nó vẫn đi theo mình. Cha hiểu. Senpai thật sự chạy đến tháo mặt nạ đó thật các bạn. Mà lại còn rất là nhanh nữa, không thể phản ứng, không thể chạy, không thể làm gì được luôn. Rồi, đến với yêu cầu thứ tư chứ. Vì một vài lý do mình sẽ để yêu cầu thứ tư lên trước yêu cầu thứ ba. Thì bạn ấy bảo mình là hãy GX một học sinh ở trước Raibaru. Nếu mà Raibaru có phản ứng gì thì hãy nhanh chóng bật Ebola mode lên. Mình nghi ngờ cái này không thể làm được đâu. Bởi vì nếu mà những cái học sinh khác có phản ứng gì ấy, là không thể mở được cái bạn debug lên. Đây vấn đề là như vậy. Đấy, thế cho nên là mình mới để lên trước yêu cầu thứ ba. Đấy, chịu hồi Osana ra chỗ này. Đấy, mình sẽ kích hoạt Ebola lên ngay nhé. Không kích hoạt được các bạn ơi. Ngay lập tức là chúng ta bị nắm đầu liền luôn. Không thể nào mà có chuyện mà kích hoạt lên kịp nhé. Để với yêu cầu thứ ba. Thì yêu cầu thứ ba là có một bạn bảo mình là hãy tẩy đạo Osana. Sau đó để Osana loại trừ Raibaru ở gần Senpai. Thì khi đó là Senpai sẽ chạy đến chỗ của Osana. Thì trong lúc đó mình sẽ sử dụng cái bịch rác màu đen để bọc Osana lại. Sau đó bế Osana đi. Thì Senpai sẽ đuổi theo. Có vẻ như thế các bạn ơi. Mình cũng đang khá nghi ngờ là không biết là có thật như vậy hay không. Khoan. Đúng rồi, ở trong phiên bản mới này thì mình không cần phải làm túi rác được các bạn. Rồi, ở trong phiên bản mới này thì túi rác là chúng ta có thể sử dụng trực tiếp được luôn. Mặc dù là ban đầu là có thể sử dụng trực tiếp, nhưng mà sau một vài phiên bản update thì không hiểu JanTest làm như thế nào mà bắt chúng ta phải rack thì mới sử dụng được. Đấy, bắt chúng ta phải vào phòng workshop làm cái gì đó qua một công đoạn thì mới sử dụng được. Nhưng mà bây giờ thì lại trở lại như cũ nữa rồi. Thật sự không biết là JanTest muốn gì. Senpai có để ý không đây? Mình chỉ sợ Senpai không để ý thôi. Senpai. Senpai đang quan sát đi các bạn ơi. Và để xem là Senpai sẽ như thế nào. Khoan đã, tôi kỳ thế. Cái này hoạt động cơ mà. Rồi nhanh lên. Có được đâu. Không được các bạn ơi. Vâng, lần này mình đã thử vào câu lạc bộ kịch các bạn. Thử vào câu lạc bộ kịch thì Senpai sẽ không biết mình là ai các bạn ơi. Senpai có chạy đến chỗ Osana đâu. Senpai bỏ chạy đi. Senpai bỏ chạy mất tiêu rồi. Đây, nhìn đi, Senpai chạy dưới đây đây. Đây. Các bạn nhìn thấy đó là Senpai không đến chỗ của Osana. Senpai chạy đi mất tiêu rồi. Chắc là phải ngược lại thì may ra mới có thể. Rồi. Đây, đổi lại đây. Senpai lần này phải ngự như nào. Nếu mà Senpai vẫn tiếp tục chạy đi thì thôi, còn phải nói được các bạn. Rồi Senpai phải hướng ra sao. Ở đây các bạn ơi. Senpai bỏ chạy á. Senpai là bỏ chạy chứ không có đứng lại gì cả ở đây nha các bạn. Các bạn đừng mong là Senpai sẽ đứng lại vì Osana. Như các bạn thấy là ở những tầng khác là Senpai ngay lập tức là chuyển sang cô gái khác là các bạn hiểu rồi. Thử Raibaru xem. Raibaru có ở lại không hay là chạy? Đấy, các bạn thấy không? Raibaru với lại Senpai thì các bạn nhìn đi. Đấy, phản ứng của hai người như thế nào? Trong lúc Raibaru không để ý thì mình làm. Ok. Sao không được? À được đấy. À!